xin được chào các bác, cô chú, anh chị, những người theo dõi kênh của em các bác nhé. Hiện tại là lại gần 12 giờ đêm rồi các bác. Vợ pha cho một cốc cacao để lên để trồng cây đây. Hôm nay như mùa hè các bác ạ. Thời tiết nóng như mùa hè. Đấy, trên mái gió rất là mát. Làm cây thì tuyệt vời. Thì cũng lâu rồi mới lại được gặp các bác ban đêm. Ban ngày thì cũng có quay video nó thường. Ban đêm thì em quay thường là bắt được cây thì mới quay ban đêm các bác. Thế thì hôm nay chia sẻ các bác một cái cây xanh rất là hay. Cây xanh rất là hay. Cây xanh mà như nào nhỉ? Nó gọi là có duyên ấy. Cây cối thì cây cối nó phải có duyên các bạn. Tiền nong nó là một chuyện thôi, nhưng mà phải có duyên ấy. Đấy. À, thì cả ngày là lang thang không biết bắt cây gì thì ra lại gặp cây này bắt. Thì ra lại gặp, tính ra lại mua cây khác nhưng mà lại gặp cây này. Cây này nó có cái đặc điểm nó rất giống cái cây, nó giống cái cây cây điền đùi gà đùi ếch của em ngày xưa. Mà ngày xưa các bác theo dõi cách đây khoảng độ 2 năm gì đó, chắc khoảng 2 năm, thì các bác nhìn thấy cái cây điền đùi gà đùi ếch của em nó giống, khá giống cây này. Nó trên cái chậu đá ấy. Mà cái chậu đá ấy bây giờ là chuyển sang cái cây xanh quê mà bên chỗ Hùng bác sĩ bên Đan Phượng vừa bán gần 200 triệu cây, cả cây cả chậu đá ngày xưa của em này. Đấy, thì quay trở lại cây này, cây một cái form dáng rất là hay. Các bác không biết nhìn đêm nó thấy nó có rõ nét không, nhưng mà em thấy cái này là em phải vồ ngay. Giá rổ là một chuyện nữa nhá, nhưng mà đã gặp cây hợp là phải vồ. Đầu tiên là gì? Đầu tiên là tổng thể. Nó đập vào mắt mình là cái tổng thể các bạn. Cái cây khá là hài hòa và khẩu độ nó rất là rụt rịt. Cái thứ hai là phần thân bệ già và có dấu hiệu của cốt chậu lâu năm. Cốt chậu lâu năm nó được như này các bác nhé. Còn những vết đục này thì là sửa bệ thì tao không nói nhé. Nhưng mà những cái cốt như này chỉ có trên chậu lâu năm mới có thôi. Đấy. Thế thì gì nhà. Tôi thích cây này. Và giá nó cũng hợp lý thì lấy thôi. Đấy. Thì ý tưởng cây này các bác nhé, như này. Đây, cao này. Cao cao độ nếu mà hoàn thiện thì các bác thì cao độ 27 phân, 26 phân. Ở đây là 26 phân, từ mặt bệ lên các bác 26 đến 28 phân. Đấy. Chậu này. Định mai ngày kia để mua cái chậu đến đây thì các bác. Chậu đến đây thôi. Cô nó lại, chậu này nhìn cục mịch quá. Tôi không thích cái chậu này, vừa nặng vừa cục mịch. Thay cái chậu to hôm nay chưa mua kịp, nay về muộn quá. Đây các bác. Nó có một cái sẹo đây nhưng mà chẳng có vấn đề gì cả. Thì ý tưởng của cây này là gì? Cái chi này thì ổn rồi, cất giật hết rồi. Cái tay này tí, tay này tí số vít xuống, tay này níu xuống. Tay này níu xuống. Cái ngọn này thì nuôi là đã chuẩn rồi, nhưng mà sau này có thể em sẽ thay cái ngọn này, nhưng hiện tại thì chưa cần. Cái tay thiên hướng tay hoành này đây, tay hoành này đây thì sẽ nuôi cái tay này để đánh ra đây, đánh ra đây, che cái chỗ này, bên này cũng đánh ra, bên này cũng đánh ra. Cần thiết nữa thì khấu nửa cái này ra, xong rồi đẩy cái viên sỏi vào đây, ép nó dình ra đây, nhưng mà không quan trọng. Như này là ổn rồi. Tí nữa em cắt cho các bác nhìn sẽ lộ cổ sẽ hay. Cắt và níu cho các bác xem. Thì sơ bộ là ý tưởng cây này các bác nhé. Khá là hay. Khá là hay. Đấy các bác. Đây có con rễ đóng ở đây. Khá là hay. Rất là vui. Thì úp cái ít sơ dừa ở đây cho nó bén. Mùa này, mùa mưa này. Mùa mưa này và thời tiết ấm lên. Cây cối thích lắm các bác. Nó vừa hết cái bọ trĩ lại, cây lại khỏe. Bung lụa sau một thời gian ngủ đông nữa. Và cái ấm lên thì tự cái con bọ trĩ nó sẽ hết, lá nó sẽ đẹp. Đấy các bác này nhìn này. Cái cây này hôm trước bọ trĩ còn dày chi chít, giờ là mướt rồi. Mướt rồi. Mướt là mướt rồi. Ok, tôi sẽ dựng camera tôi làm cái này nhé. Cái này mặt này rất đẹp, nhưng mà mặt chính của nó là mặt này thì bởi nó hạ cổ ngọn này. Khi nào cái sẹo này nó bo đến đây thì em lại phát cho nó một phát ở đây nữa. Chứ làm ngay bây giờ nó toang. Toang không phải là toang hỏng, mà là ý là
nó bò không kịp. Đấy, đấy. Ok, cắt các bác nhé. Tôi xin nhúng cái tay này xuống.
chuỗi. Một nhát. Bé quá. Đây các bạn, đùi gà đùi ếch chưa? Đấy, sau này tôi sẽ trồng nó như thế này một chút. Tôi sẽ khấu, tôi bẻ cái này xuống một chút nữa. Cái tay này này. Đấy, hôm nay thì chưa vít xuống được.
Đây, các bác nhìn đây, bệ chân này, đùi gà đùi ếch này. Cái này nuôi ra đây, cái này bỏ đi, không có nuôi ở đây đâu mà nuôi. Nuôi cái này ra đây. Đấy. Đấy, nhìn thấy chưa, mặt này rất đẹp đúng không? Mặt này rất đẹp đúng không? Đấy. Đấy, thấy chưa các bác? Vít cái này xuống, vít cái này xuống. Còn rồi. Ngọn này hôm nào xây dựng lại cái ngọn, còn không thì cái nuôi cái này vẫn ok rồi, sạch sẽ rồi. Ổn đấy quá. Ok đấy, mai ra thay cái chậu nữa, thế là xong. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhé.